đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo cải cách hành chính chính phủ vừa có buổi làm việc với bộ công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại bộ công thương theo báo cáo của Bộ Công Thương, kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của bộ đứng thứ 3 trên 19 bộ, cơ quan ngang bộ xác định cải cách hành chính phải gắn liền với trách nhiệm thủ trưởng đơn vị các cấp thuộc Bộ Công Thương. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định kiện toàn đầu mối về cải cách hành chính. Bộ Công Thương cho biết các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước và Chính phủ ban hành kịp thời là những thuận lợi để bộ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính với phương châm chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính tại bộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó khó khăn về nguồn kinh phí hạn hẹp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cải cách hành chính tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác cải cách hành chính của bộ công thương tuy nhiên bộ cũng cần khắc phục một số tồn tại như trang thiết bị chưa đủ hiện đại để đáp ứng yêu cầu công việc một số văn bản pháp luật chưa được ban hành kịp thời ngoài ra bộ công thương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự tăng cường đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách cũng như đầu mối về cải cách hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chính phủ điện tử tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ công thương